Tổng cục thuế vừa gửi văn bản tới 20 cục thuế tỉnh, thành phố nơi có hoạt động của Bixi để yêu cầu rà soát các quy định trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật. Tổng cục thuế cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan thuế yêu cầu Bixi kê khai nộp thuế theo quy định trước khi cấp các thủ tục liên quan đến việc xác định tính pháp lý của cuộc chuyển nhượng. Để thu khoản tiền thuế chuyển nhượng hệ thống siêu thị Bixi từ tập đoàn Casino cho tập đoàn Central Group của Thái Lan, Tổng cục thuế báo cáo Bộ Tài chính có những biện pháp phân tích, đánh giá để thực hiện việc thu thuế theo đúng nguyên tắc quốc tế. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đưa ra những biện pháp hợp lý. Trước đó, theo một số phương tiện truyền thông, dù chưa kê khai và nộp thuế chuyển nhượng, nhưng Bixi Thanh Hóa được chuyển sang chủ đầu tư Thái Lan từ đầu tháng 6 và một số siêu thị Bixi khác như Bixi Thăng Long cũng có hồ sơ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị thay đổi người đứng đầu.